Vâng, em xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay thì em lại về được mấy cái bộ dàn chung. Thì em cũng xin được quay lên để quý vị và các bạn lựa chọn nhé. Đấy, những cái bộ dàn chung này toàn những bộ dàn hay thôi nhé. Xuất sắc luôn. Đấy. Toàn hàng đẹp. Toàn hàng đẹp về cả. Đấy. Thì trước mắt đây em đây, cái này em bóc rồi nhé. Em cũng xin giới thiệu trước cái này nhé. Đây là bộ dàn FJ1 của Victor. Nó gồm có một có hai đôi loa và bốn thớt nhảy nhá. Đấy, hàng về rất đẹp. Ok. Đấy, hàng về chất luôn nhá. Đấy, chất nừ luôn. Bộ này bộ size chung giá khá gọi là tốt trong dàn chung mà nghe chất lượng rất là hay. Bộ này thì nó thì các thứ về đấy, nó các thứ về rất ok luôn nhé. Ok. Quý vị thấy bộ nào thì em sẽ quay chi tiết bộ đấy cho quý vị nhé. Đấy, đây đây là bộ Victor FJ1. Bộ này thì em bán với giá của nó là 4 triệu 9 nhá, 4 triệu 9, nhưng mà đang khuyến mãi luôn, giá cho quý vị là 4 triệu rưỡi nhá. Đấy, 4 triệu rưỡi bộ này. Đấy, tất cả em nói luôn nhé, tất cả các hàng này em bao chạy công suất nhá, chỉ bao chạy công suất thôi. Đấy, còn các chức năng khác thì về quý vị tự thử nhá. Đấy, có những con đọc này, có những con đọc thế kia, và gần như bây giờ là em chỉ bao chạy công suất và phát nhạc qua điện thoại, gần như thế là đầy đủ hết mọi thứ rồi. Quý vị có điện thoại là quý vị dùng tất cả mọi thứ rồi. Đấy, chứ đĩa đĩa các thứ nhiều lúc em nói thật với quý vị là nó mua tốn nhiều tiền lắm mà không sử dụng ra cái gì cả. Chất lượng nhạc bây giờ trên 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 điện thoại nó rất là hay. Ví dụ một cái đĩa bây giờ, như em thấy những quý khách bây giờ mua một bộ dàn 3 triệu, 3 triệu rưỡi đã rất là tiếc rồi. Bây giờ một cái đĩa nghe tạm tạm được bây giờ là 300 rưỡi đến 400 rưỡi một cái. Quý vị chỉ có mua mấy cái thôi là đã bằng tiền cả bộ dàn rồi, cho nên là mà mỗi bài nó chỉ có mỗi đĩa có mấy bài thôi, chục bài lại thôi, mà nghe toàn bài mình không thích. Mỗi đĩa chỉ có một hai bài mình thích thì chỉ những người nào có bộ dàn hoặc là mê lắm thì mới dùng đĩa thôi. Dùng đĩa thì nó hơi hơi đốt tiền một tí. Em chuyên nghe nhạc mà em cũng chả dám mua đĩa luôn. Đấy, nó thực sự như thế. Vì một đĩa nó ngốn tiền lắm. Đấy. Đấy là hơi nan man một tí. Đấy. Thì cái này là 4 triệu 9, em còn bán 4 triệu rưỡi nhá. Tiếp đến cái bộ này là bộ bộ đờ lông F88 nhá. Bộ này gồm có 3 thớt, gồm có một thớt âm ly, thớt CD và thớt MD, và đấy. Quá chất luôn nhá. Hàng ly lông đi neo còn chưa bóc ra luôn đấy. Ly lông đi neo còn chưa bóc ra nhé. Thử bóc ra cái đường của nó. Tay ngoài này nhìn đã thấy rồi, nhưng mà đấy, vị như này. Mịn màng như nicotine luôn, sợ thật. Quá kinh khủng. Bộ đờ lông S88 này, đấy, quý vị nhỉ? Hàng của nó chất luôn nhé. Em chưa bóc ra, như cái đấy quý vị đấy em sẽ quay sau, tạm thời em sẽ quay lên trước nhé. Bộ này thì bình thường nhà em bán là 7 triệu 9 nhé, 7 triệu 9 bộ này. Tuy nhiên, quý vị giá quý vị cứ liên hệ với bên em nhé. Mọi chương trình giá tốt là bên em có thể là giá cân nhắc về, vì bên em chỉ hiện tại chỉ nhận là tại thời điểm giá này, còn biết đâu có khi là lúc quý vị gọi thì bên em lại họp lên họp xuống rồi bàn lên bàn xuống, thì lại có khi lại làm sao lại có mức giá cực tốt cho khách hàng chẳng hạn, đúng không? Đấy, tự dưng lại có giá một cái giá mà quá sốc luôn. Đấy, thì quý vị lấy bộ dàn nào thì cứ báo cho bên em nhé. Đấy, 7 triệu 9 bộ này nhé. Đấy. Hoặc là giả sử như là có những cái chương trình khuyến mãi gì đấy. Vâng, đấy. Tiếp đến là đây, con này nữa nhá, con này giới thiệu với quý vị. Đây là toàn bộ là mặt của con này, mặt phai nhôm nhá. Đấy, mặt phai nhôm này. Cực xịn luôn. Em phải.
phải nhôm. Bóc ra cho quý vị. Đấy. Xem. Đấy. Phải nhôm luôn nhá. Phải nhôm màu, phải nhôm màu gọi là màu cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Tiếp đến nhá. Đây là bộ Sony MD919. Đấy, Sony MD919. Bộ này thì đây, hiện đây nhìn thấy này, đây. Bộ này thì kinh khủng nhá. Bộ này gồm có một loa bass và bốn loa trung tép nhá. Tổng 5 loa tất cả trong một loa. Bộ này là một trong những bộ gọi là vua của Sony luôn. Đỉnh cao nhất của dàn trung nhá. Đỉnh cao nhất của bộ dàn trung Sony. Của hãng Sony. Vừa để đẹp vừa kiểu dáng đẹp các kiểu, nói chung là nói chung bộ này oanh tiếng hay nhưng các thể loại. Bộ này thì của nó là 10.900.000 nhá. Đấy, giá 10.900.000, tuy nhiên là giá thực tế nhà thì quý vị cứ liên hệ với bên em nhé để biết được cái giá nó có thể nó sẽ tốt hơn nhé. Đấy, có khi nó lại vẫn ra đấy nhưng mà có thể nó sẽ tốt hơn đấy, thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Hiện tại em cũng đang nhận được cái giá nhà thì em cứ quay lên thôi đấy. Có những cái thì bên em về sau một vài ngày thì cân đong đo đếm lại về cái tiền vận chuyển các thứ nó được giảm thì bên em lại giảm. Hoặc là bán hàng thì chẳng hạn như tháng này nhà em bán nhiều thì nhà em lại khuyến mãi thêm cho khách hàng. Chẳng hạn doanh số đạt quá cao thì nhà em lại khuyến mãi thêm cho khách hàng. Để làm sao để mà cho tất cả cùng vui. Đấy, đấy, bộ 919 này của nó thì thôi rồi nhé. Thôi rồi, đỉnh cao luôn. Đấy, đấy. Thôi rồi, đỉnh cao luôn. Đấy. Đấy, còn đây đấy, những cái bộ này thì không phải nghĩ suy nghĩ luôn nhá. Đây. Đấy, tiếp đến bộ 777 nhá. 777, bộ 777 con này đánh bát thì thôi rung nhà luôn. Đánh bát rung nhà, equalizer cực đẹp luôn nhá. Đấy, equalizer cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy, em phải cắm điện lên và đấy, dây ở dưới em chưa đấu thằng dưới. Thằng dưới vẫn đang chưa đấu này. Cục dưới chưa đâu. Phải nói là tuyệt vời luôn nhá. Riêng bộ đèn nháy của nó tuyệt vời luôn. Đấy. Bộ đèn nháy của nó quá đẹp luôn. Đấy, kể cả con 919 này em bật lên của nó cũng đẹp nhá. Đấy. Con 919 nhá, con 919 là già khi oánh nhá, dàn mưa rơi nhảy luôn. Là oánh nhá. Đấy. Dàn mưa nó lấp phấp này xuống tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Đấy. Còn con này của nó thì oánh dàn màu luôn nhá. Con này dàn màu luôn thì quá đẹp luôn này. Đấy. Dàn nó lên này siêu sao luôn. Đấy. 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 Loa liệt về thì phải nói là long lanh nhé. Em thử bỏ qua cái nhá, sẽ toạc ra một cái. Muộn rồi, em cũng chưa ấy được, mới khui ra xong thôi này. Ui. Đấy, long lanh quá đẹp luôn nha. Cực đẹp. Đấy. Đấy. Tuy nhiên hàng bãi kiểu gì nó cũng sẽ phải có xước sát nha quý vị nhé, không thể nào mà gọi là nét mịn như Sony được, bởi vì đồ hàng vừa hàng bãi lại vừa vận chuyển, tức là dùng rồi xong rồi ở bên Nhật ấy, xong rồi mình lại vận chuyển đi về đây ấy. Đấy, đâm ra là nó sẽ có cái sức sát này nọ, không thể nào mà nó gọi là mới 100% được. Mới 100% chỉ có ra siêu thị thôi. Bộ này của nó nhá, bộ này của nó là bình thường nhà em bán là 6.500.000 nhá. 6.500.000 nhưng mà đang khuyến mãi, được rồi khuyến mãi là còn có 5.800.000 thôi nhá. Còn giá thực tế thì quý vị cứ liên hệ thẳng trực tiếp với bên em nhá, để có giá tốt nhá. Đấy. Đây, bộ đờ lông 301 nhá, S301 nhá. Đấy, bộ này gồm có hai loa cây này và một cái súp này. Đấy. Bộ này thì nhà em bán là 7.900.000 nhá. 7.900.000 bộ này. Đấy. Đây, còn một cái bộ này nhá, bộ này là bộ
Bộ này là bộ Kenwood. Wow, bộ này hàng đỉnh đấy nhỉ, Kenwood. Kenwood K531 nhá. K531 đấy. Vẫn còn nguyên giấy báo các thứ từ bên Nhật về này. Đó. Đấy. Wow, chưa có. Đấy, gồm có một dàn và một dàn và loa nhá. Vâng, một dàn và loa. Đấy. Kenwood K531 này đấy, là của nó là con này là 4 triệu rưỡi nhá, 4 triệu rưỡi, vâng, 4 triệu rưỡi cho bộ này nhá. Đấy. Đây, trên đây thì có vài bộ em quay lên thì quý vị xem là cái bộ nào hợp lý như thế nào thì em sẽ test lên cho quý vị nhé. Đấy. Quý vị nào lấy thì alo cho em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc số điện thoại thứ hai là 0979891682 nhé. Đấy. Địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em cũng xin nhiều quý vị một chút xíu là quý vị dành ra một phút để ấn nút đăng ký kênh cho em nhé. Ấn nút đăng ký kênh và ấn nút chuông nhé để nhận các thông báo từ các video clip mới nhất của bên em. Và tới đây em nói luôn với quý vị nhé. Đấy, hiện tại thì nhà em cũng đang vừa dọn kho các thứ xong. Đấy, tới đây nhà em về đang hiện tại đang về rất nhiều mấy công liền. Hàng toàn dàn chung với cả các dàn mini và cả đang trên đường về cả những dàn đại mà toàn là hàng đẹp và hàng hay luôn. Quý vị nhớ ấn nút chuông và ấn nút đăng ký kênh giúp em nhé để theo dõi những rất nhiều các cái bộ dàn cực kỳ xịn và hay. Đấy. Và những bộ dàn này thì quý vị mua ở siêu thị tại Việt Nam không hề có đâu nhé. Và không có bộ dàn hay nhỉ. Ok, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.